Em xin chào tất cả các bác nhé. Em quay một mẫu phúc lục thọ 3 tấm tranh chất liệu gỗ nu nghiến cho bác tham khảo nhé. Nếu bác nào thích nhìn đục phúc lục thọ này hay là tâm trí đức thì cứ inbox cho em nhé. Hoa nu thì còn được chê luôn. Hàng ngày nhà em đang còn phải tẩy nữa các bác nhé. Đó, hôm nay em cứ quay thử lên cho các bác tham khảo xem sao nha. Kích thước trung bình là chiều cao tầm 48 và chiều ngang là 38 ạ. Đó, 3 tấm thì có thể được phúc lục thọ rất là ok luôn. Đây các bác nhìn nu này, thì khỏi phải chê luôn các bác nhé, rất là đẹp. Mình cần tư vấn về hàng thì các bác cứ inbox cho em qua số 0966